Nếu bạn muốn gia tăng dòng tiền, nếu bạn muốn tiến lên một nấc thang mới hơn trong cuộc sống, thì bạn phải sẵn sàng từ bỏ một số cái cách nghĩ cũ, một cái cách sống cũ để chấp nhận cái mới, học những cái tư duy, những cái niềm tin mới, cái suy nghĩ của những người thành công và giàu có. Thì học ở đâu? Các anh chị đã bỏ bao nhiêu tiền để học những cái chương trình phát triển bản thân hay cách quản lý tiền? Có bao nhiêu các anh chị đang đi làm tạo ra cái số tiền 10 triệu, 20 triệu một tháng? Có đôi lúc thì cũng tạo ra được nhiều hơn đó, là 100 triệu, 200 triệu, nhưng cũng hết. Hoặc là có những việc cần dùng tới nó, hoặc là có những cái phi vụ đầu tư không an toàn. Đó là do nhiệt kế tài chính của bạn. Vậy nhiệt kế tài chính của bạn có cao chưa? Nếu chưa thì hãy học cùng với Lý để nâng cao cái nhiệt kế tài chính của mình nhé. Có một số bí mật mà hầu hết mọi người đều không biết cái điều này. Đó là lý do vì sao đa số mọi người chưa có thành công được về cái mặt tài chính. Nhưng hôm nay Lý mời các anh chị tham gia cái nhóm đọc sách và phân tích sách cùng với Lý mỗi buổi sáng từ 4h30 đến 6h30 để các anh chị mình hiểu rõ và ứng dụng 17 bí mật tư duy triệu phú của THI Cơ. Và đó là một trong những cuốn gọi là bộ ba tam giác vàng, được người thầy của Lý là một doanh nhân trẻ, một người có tâm tầm tài, cô ấy thành công chỉ sau 2 năm rưỡi ứng dụng cái bộ bí kíp này. Thì Lý mời các anh chị đến tham gia để được nghe cô ấy chia sẻ, cô ấy phân tích những cái bí kíp mà cô ấy đã ứng dụng, cô ấy đã thành công. Rồi, cảm ơn cả nhà mình. Thank you, I love you.